Mình đi tham quan nhà của người dân tộc người Dao Đỏ nhá. Ôi, gùi đẹp này ấy hả? Cái này là bằng nứa ở... Chè. Chè. Gạo để bên trên. Anh à. Nhà mình bếp nấu trong này à? Không, bếp đấy là bếp sưởi ấm thôi ạ. Thế à? Như nhà của người Dao mình ấy thì nhà nào cũng có làm 3 cái bếp. Bếp ngoài này là bếp sưởi ấm thôi, còn bếp ở trong kia. Bếp kia là bếp nấu ăn. Một bếp to ở bên dưới này nữa là để nấu rượu. À, tên anh kiểu nấu cỗ, nấu rượu à? Vâng, nấu rượu. Thế à? Ở đây rượu. Nước tắm này. Trên này là để gạo. Để ngô để thóc. Ngô để thóc. Ở đây mình làm rượu để ăn quanh năm ấy. Ở đây những cây lan như này có nhiều. Cái này là lan, cái này là hôm nọ trời nắng ấy, chắc là gió thổi rơi chậu bị rơi trên trồng nên là bê vào trong này, không bỏ ở ngoài, con lợn lại ăn hết. Lợn ăn à? Vâng. Lợn ăn củ của nó ấy. Ôi thế à? Hoa đẹp này mà để ăn phí nhỉ. Thì như gió to quá chắc là thổi rơi. Thế à? Ở ngoài này mình cũng trồng nhiều. Nhưng mình nấu rượu bằng cái to này cơ. Vâng. Cái này mỗi lần nấu thì bao nhiêu lít rượu? Cái đấy là mình lấy một bao thóc kia mình nấu thì được 20 lít rượu thôi. À thế à? Vâng. Cái bánh này là bánh gì đấy? Đấy là bánh giò. Bánh giò. Bánh giò á? Ở đây mình ăn bánh giò á? Vâng. Biết đâu khóc bánh giò mình thì sao? Anh chị ăn thử nhé. Bao tiền cái hả em? Chào anh chị ăn, không lấy tiền đây. Không lấy tiền à? Ăn thử xem có ăn được không. Cái này là chỉ như hôm nay là ngày kiêng của bọn em ấy, nên là nhà nào cũng phải đựng có cái bánh này. À thế à? Và là bọn em ở đây kiêng gió ấy. Kiêng gió à? Vâng, kiêng gió. Xong là kiêng gió thì ăn bánh gió. Bọn em kiêng thì bọn em gói như này là gọi là bọn em gói kiểu, lại kiểu, gió. Gói lại gió là gió không bị thổi mạnh ấy. À thế à? Thế ở đây sợ gió lắm hả em? Vâng, ở đây cứ vào mùa qua Tết như này là gió rất là mạnh. Cứ trời nắng là có gió, còn trời mưa thì đỡ. Ở trên vùng cao này không giống như ở dưới vùng thấp. Thì ở dưới nhà bố mẹ đẻ em thì cũng không có gió như trên này thì vẫn yên. Thế củi cứ mình cứ ấy mà về mình chắc ở đây à? Luôn hái về lúc nào cũng phải có củi. Và mùa đông lạnh ấy thì lúc nào phải đốt lửa sưởi ấm. Ừ. Chứ ở đấy tàn vách gỗ này gió lùa vào lạnh như gì? Vâng, nhà như mình ở đây thì lạnh lắm vào mùa đông ấy. Thế nào? Thở gió. Anh nhìn là biết lạnh lắm. Đâu nhà em bán những cây như nào anh xem nào? Chậu nào? Bây giờ thì không có hoa nên chẳng bán được đâu. À thế à? Vâng, đây chồng em cắt vứt hết ở ngoài. Nhưng mà đây là lan gì hả em? Địa lan. Địa lan à? Vâng, địa lan. Tên của nó là gì? Đây tên địa lan ấy. À. Cây này là thường đến Tết trồng được nhiều là người ta nên sử dụng kia mà. À. Thì anh thấy ở chỗ dưới trung tâm thị trấn ấy nó bán nhiều á. Vâng. Cái cây này là cây mơ hay cây mận hả em? Đấy là mận. Mận à? Ở trên này không có ai trồng được mận. Dạ, bố giờ mới kết. Cắt ra chắc là trồng đấy, mình có trồng quần. Chứ mà anh chịu. Thì nó bé như này. Cái này, cái này là, cái này là mình ủ to. Phân à đúng không? Ủ phân. Phân gì? Châu. Phân châu à? Vâng. Này nó mới cho tốt đúng không? Phân châu nó mới tốt. Phân châu hoặc là... Thế thì mình chủ yếu mỗi loại một loại địa lan này thì phải không? Cái này bọn em chỉ trồng một loại địa lan. Đây còn một loại lan rừng này. Mình hái ở trên rừng về xong mình trồng vào đấy. Xong à. Trước là trồng ở trên kia cũng nhiều lắm, xong là bán. Cái cây này là cây gì em cũng hình như cây cây đấy em không biết tên. Nó có tự mọc kìa. Nó tự mọc chăng? Tên nhiều nhiều cây tên đấy, mình chỉ biết tên người Dao mình gọi thôi. Đây này chọc chọc cái điến chơi. Chơi. Điến chẳng được bộ hiện hôm nay. Đẹp nhỉ? Đẹp cái này. Mấy cô khóm hoa được chưa? Hoa này cũng là một loại thuốc. Hoa này là một loại thuốc hả em? Vâng. Cái
kích thước này hình như trước. Có tác dụng gì hả em? Có một chị bị sảy thai sang phòng phòng và để xin kích thước này về uống, về nấu uống. À, để ăn thai à? Dược, không bị sảy rồi. À, bị sảy rồi. Vâng, bị sảy thai rồi xong là hái về. Sảy thai sức khỏe người ta yếu mà. Gọi là chỉ là một loại thuốc thôi chứ còn thuốc thì người ta cũng lấy rất là nhiều. Đây có cái cây hoa mận này đẹp nhỉ. Mận này thì tháng mấy được ăn hả em? Tầm tháng 4, tháng 5 mới được ăn. Tháng 4, tháng 5 tháng 4, tháng 5 à? Chè. Chuồng kia chuồng nuôi lợn này em? Chuồng trâu, chuồng gà, chuồng lợn. Hả? Chuồng trâu, chuồng gà, chuồng lợn khác nhau luôn à? Vâng. Mỗi đây à? Đây là chuồng trâu à? Chuồng trâu bên trên này. Chuồng trâu đây, chuồng lợn đây. Thế chuồng gà đâu? Chuồng gà bé bé ở trên này. Nhưng mà gà thì nhà chỉ có mỗi một con gà. Sao có mỗi con thịt hết rồi? Nhà vườn rộng hay sao nuôi nhiều? Con gà xong có mấy con... Làm gì hả em? Thì như con gái ai đi lấy chồng xong cũng phải về ấy. Về để làm một tổ chức một bữa. Thế tức là nhà mẹ đẻ em là ở đâu? Ở dưới Bát Sát. Bát Sát Lào Cai à? Vâng, Bát Sát Lào Cai, còn ở trên này là Sapa. Thế làm sao lại quen được chồng ở trên này vậy? Dạ, do bố mẹ đi hỏi ấy. Tự hỏi chứ không phải là do gặp nhau mà ấy à? Không, do bố mẹ quen biết ấy, xong là họ hỏi tháng, về tháng của mình, về tuổi ấy, xem là xem hợp thì họ mới đi hỏi. Xem hai tuổi của hai vợ chồng. À, tuổi có hợp không? Hợp thì... Vâng, tuổi hợp thì họ mới đi hỏi. Thế nhưng mà liệu khi bọn em cưới nhau về không có ngày xưa mà chồng ai? Vâng, ngày xưa có một bác ở trên này bảo là lấy chồng ở đây xa lắm. Nhà bố mẹ thì ở dưới xa, xong là đi bộ vào đây, cách đây đi bộ một ngày mới đến đây. Xong là... gì nhỉ? Và đến đây đám cưới thì còn không biết mặt chồng là ai. Sao đám cưới xong ấy biết. Đám cưới xong mới biết chồng. Vui. Ngày xưa là thế, còn bây giờ thì khác rồi. Mà bây giờ? Bây giờ vẫn có người họ yêu về lấy, nhưng mà người giao mình thì vẫn phải xem tuổi. Vẫn phải xem tuổi, quan trọng nhất tuổi ta. Vâng, nhiều người là họ yêu xong là muốn lúc muốn cưới về ấy, xong là xem tuổi không hợp lại, bố mẹ phản đối không để lấy.